Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chị Chim Xinh sẽ mở cho các em một hộp đồ chơi nấu ăn mới nè. Nhìn ở đây là các bạn nhỏ thấy chúng ta có nguyên một set bánh trứng, dâu tây, chai tương, ly nước, hamburger, xúc xích, khoai tây chiên và muỗng đĩa. Rất là đẹp ha. Đây là mặt sau của chiếc hộp, người ta hướng dẫn cho các bạn nhỏ cách chơi với bộ đồ chơi này. Thật ra thì đằng sau chiếc hộp này nó có khá nhiều chi tiết. Và cái này nó chỉ là một phần ở phía trong của bộ đồ chơi này thôi ha. Bây giờ thì chị sẽ mở ngay ra cho các bạn nhỏ coi đây. Wow, quá tuyệt. Các em thấy không, chúng ta có rất là nhiều thứ nè. Rất nhiều thứ mà chúng ta có ở đây. Mở ra nào. Wow. Chân 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 chân. Chị sẽ giới thiệu từng món nha. Đầu tiên là hamburger. Chị Chim xin lỗi, là khoai tây chiên. Đây là những miếng khoai tây chiên rất là ngon, làm bằng nhựa, rất là giống thật, được để trong một cái bọc y như là khoai tây mà các em hay thấy trong KFC luôn đó. Xinh quá nào, giống đập ra. Để xuống đây nhé. Tiếp theo là chúng ta có một đĩa hot dog. Hot dog gồm bánh mì ở ngoài và xúc xích kẹp bên trong, được đựng trên một cái đĩa màu xanh. Quá tuyệt vời phải không nào? Giống thật không? Rất là giống thật nha. Chúng ta có thêm một chiếc bánh hamburger với nhiều tầng, có thể gỡ ra được nè. Một lớp bánh. Một lớp sốt phô mai. Một lớp sốt cà chua. Đây là một miếng phô mai. Đây là bò. Và sau cùng là rau salad. Và một miếng bánh cuối cùng. Wow, quá ngon phải không? Chị sẽ lắp lại nha. Đầu tiên là một miếng bánh hamburger ở đế, sau đó là một miếng bò lên trên. Tiếp theo là một miếng salad. Kế đến là một miếng phô mai. Đây, kế đến là một miếng phô mai nè. Rồi miếng cà chua. Chị Chim xin nhầm nha. Lẽ ra là chúng ta sẽ cho salad trước, rồi sau đó mới cho bò lên, rồi tiếp theo mới cho phô mai, cà chua, rồi phô mai trắng, và sau cùng là miếng bánh trên. Wow, một chiếc bánh hamburger quá tuyệt vời. Rất là ngon miệng luôn. Ở trên còn có mè nè, giống thật ghê luôn á. Quá ngon. Để chị coi còn có gì trong bộ đồ chơi này tiếp theo nhé. À, có một chai tương cà nè. Chai tương cà này chúng ta sẽ dùng để rắc lên trên bánh hamburger, hoặc là ăn kèm với khoai tây, ăn kèm với hot dog nha. Tiếp theo, trong bộ đồ chơi này có một cái bánh tát trứng. Nếu mà các bạn nhỏ hay đi ăn ở KFC hoặc là các cửa hàng thức ăn nhanh thì chắc chắn không còn lạ với món bánh này đúng không nào? Đây là bánh tát trứng. Ở ngoài là lớp vỏ, rất là nhiều lớp, vừa mềm vừa giòn, thơm. Và bên trong là nhân sốt trứng và kem bơ. Nhìn là muốn ăn rồi đúng không nào? Chị sẽ đặt ở đây nha. Và sau cùng chúng ta có hai cái ly sinh tố. Sinh tố dâu nhé. Đây là sinh tố dâu nè, có hai quả dâu làm bằng nhựa cứng ở trên, hai cái ly màu trắng đế đỏ rất xinh. Và trong khi đó chúng ta sẽ có thêm hai miếng dâu này. Dâu này là có thể gắn lại được và tách ra được, gắn lại được và tách ra được ha. Chị sẽ cho mỗi ly một quả. Xong rồi đó các em ơi.
chị đã giới thiệu xong về bộ đồ chơi thức ăn nhanh rất là đẹp nè. Cái bộ này trông rất là ngon phải không nào? Yeah! Và trong bộ đồ chơi này có thêm nĩa này, thìa này và dao, là những cái dụng cụ không thể thiếu khi mà chúng ta dùng thức ăn nhanh đúng không nào? Màu xám giống như màu kim loại thật, rất đẹp. Chị Chim xin sẽ để nó ở đây nha. Xong. Các bạn nhỏ ơi, vậy là chị Chim xin vừa mới giới thiệu xong cho các em về bộ đồ chơi thức ăn nhanh, gồm có bánh hot dog, bánh hamburger bò, bánh tát trứng, 2 ly sinh tố dâu, 1 cái chai tương ớt, chai tương cà chua và 1 phần khoai tây chiên rất ngon lành. Với cái bộ đồ chơi này, các bạn nhỏ có thể chơi trò chơi mở cửa hàng thức ăn nhanh cho búp bê hoặc là chơi với bạn bè rất là tuyệt vời đó. Các bạn nhỏ nhìn thấy có giống thật không? Quá giống thật luôn, chị Chim xin nhìn mà muốn ăn luôn á, tại vì nhìn nó giống thật quá. Các em có thể tìm mua bộ đồ chơi này tại shop đồ chơi trẻ em.com nhé. Và nhớ là đăng ký theo dõi kênh của chị Chim xin nha. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau nhé.